Hello, đây là Nắng Ấm và đây là Nắng Vàng. Hôm nay Nắng Ấm và Nắng Vàng sẽ là một cái video mà các bạn đã khao khát, yêu cầu, mong đợi, thúc đắc và làm tất cả mọi chuyện để Nắng Ấm và Nắng Vàng nhớ làm. Và hôm nay Nắng Ấm và Nắng Vàng đã hứa sẽ làm và hôm nay đã kết hàng quá. Hai chị em mua cái loại mà nó có cái tô luôn á, để mình khỏi phải mất công rửa cái tô, là tại vì hai đứa làm biến quá cho nên rửa cái tô như vậy. Thì bên này nè, bây giờ mình phải coi cái cách nấu, tại vì chị Nắng Ấm nói nấu là phải làm sao, hay là bây giờ phải trộn, làm cái mì nềm nềm, trộn mì, sau đó là cái bịch mà gia vị á thì mình bỏ vô trộn đều thôi. Bịch gia vị của họ giống như là tương á vậy đó. Không có nè, trong này cái instruction nó chỉ là mình phải mở cái này ra rồi mình room temperature water, là mình bỏ cái nước bình thường vô tới một cái đường lay trong này, rồi sau đó mình microwave 5 phút, mình để nó cái mì trong microwave 1 phút nữa để cho nó nguội, rồi cái mình có thể ăn được. Ok rồi. Bây giờ hai chị em chuẩn bị đi làm. Giờ bỏ ra coi nó có gì trong. Đúng rồi, phải giới thiệu cái Nắng Ấm với Nắng Vàng cũng hơi curious. Cũng hơi tò mò lắm, có gì có gì. Tại nắng ấm thì Nắng Ấm thì không thích ăn cay ha. Nắng Ấm không thích ăn cay nhưng mà Nắng Vàng thì ăn cay ok. Nhưng mà tùy á, nhiều cái cay nó ok, nhiều cái cay nó không ok với cái bụng của mình. Mì và đây là cái bột. Nó cái mì này nó hôi của cái bột đỏ quét cái mới thành đó. Thì đó cái súp cheese nè, thì chị sẽ có bạn có. Để xong vô lột hết cái nắp rồi hồi lấy cái gì đậu được. Đây. Đó thì trong nó dài, đúng không? Cho các bạn coi, nó có chỉ đơn giản, nó chỉ có cái túi này. Dưới cục mì nó có cái này nữa nè, nó có cái nó cái có sẵn rồi. Ok, như hành vậy đó. Ok. Ok, thôi vậy không, mình đi đổ đi thôi. Cái soup paste này nó cũng là bột ở trong thôi, nó không có phải là nước. Không có hộp như vậy nè. Ok, thôi bây giờ Nắng Ấm, Nắng Vàng sẽ đi làm mì nha. Sẽ quay lại. Hello các bạn, bây giờ mì đổ lấy. Mì cây đã được nấu rồi nè. Nấu đáng lẽ dùng cái hộp đó nấu, nhưng mà tại vì chị Nắng Ấm nói thì Nắng Ấm nói không, hộp này nguy hiểm, nó sợ bị ung thư. Không thích. Cho nên lại nấu trong microwave thấy sao rồi. Cho nên nào. Cây nữa. Không, nó rất là thơm, nó thơm cái mùi ớt á. Nắng Ấm nghĩ Nắng Ấm sẽ phèo này, chưa ăn đã biết mình phèo. Tại vì Nắng Ấm không có thích. Tại nãy giờ Nắng Ấm nấu, Nắng Ấm ngửi quá trời rồi. Đó. Khô nha, không có nhiều nước nha, không có nước luôn trên nhiều cái gì. Ok. Cái xanh xanh này chắc là hành khô đó. Ờ gì hả? Có rong biển đó mà, cái này giống rong biển quá mà. Ok. Đây giống miếng này giống y chang rong biển. Ok thôi ăn thử. Ok, cheese. Cheese. Wê. Cay. Cay liền á, vô là thấy cay. Cay quá. Cay. Quá cay. Cô nó cay mà các bạn có thể. Nó cay từ cái môi nha. Nó cay vô miệng cay lắm. Ăn một miếng nữa thôi, Nắng Ấm không có thích. Hồi Nắng Ấm sẽ bị đau bụng. Một miếng nữa thôi. Quá cay. Cái này chút nữa biết sao không hết cay không? Bỏ nước vô. Không phải đâu. Tại vì nó mặn quá à. Mới thấy nó mặn nhiều hơn là nó cay thì cay đó, mà cay kiểu cay xé lưỡi cay mà như là cho chết đời em á. Nhưng mà nó mặn, một cái là nó quá mặn. No, cái này biết sao, thì chế nước vô ăn sẽ ngon. Nó sẽ bớt cay hẳn. Chút nữa nó mà muốn ăn thì chế nước vô. Nếu khi mình đi ăn ở chỗ Hàn Quốc á, nó hay hỏi là mình muốn cái cay thế nào. Mild, medium, maximum. Cái này chắc là max của maximum. Thua, Nắng Ấm không ăn nữa. Chút nữa Nắng Ấm sẽ chế nước vô Nắng Ấm ăn. Ồ, Nắng Vàng ăn hay vậy. Cây xé lưỡi mà hay vậy. Mày ăn từ từ. Chúng nữa Nắng Ấm bỏ nước vô Nắng Ấm trụng một cái. Xong Nắng Ấm nêm nếm nhịn nèm. Thì nó sẽ cay quá. Đúng rồi, nó này ăn chết. Gọi là gì biết không? Nó hại đời mình á. Không dám mà ăn này cay quá vô ung thư đường ruột. Yeah. Nó cháy các bạn coi nè. Cái ruột mình cái miệng mình không chịu nổi, sao mà cái ruột nó sẽ chịu nổi, nghĩ đi. Ngậm mặn nè, không. Thôi. Wow, hay. Đó. Xé lưỡi luôn. Cay quá. Wow, vỗ tay biết phải bán nguyên. Yeah. Ồ, biết sao Nắng Vàng tiếp tục ăn này, Nắng Vàng mặc cái
cái áo màu đỏ bốc cháy quá. Ôi lưỡi đã lén không kìa. Bây giờ hồi đôi bụng. Wow, bravo, bravo. Cay, rất cay luôn các bạn. Giờ nó ấm còn cái cay, giờ mà nó vàng ăn hay thì. Nhưng mà thế là tình cảm. Không phải là thế là tình cảm, nhưng mà không có khả năng. Nào, ăn hơn một cảm. Cho các bạn coi. Không có thể, nó ấm không thể. Một miếng nữa cũng không thể. Quá cay. Cay quá, giống như là toàn là ớt hay không, nó không có cái gì hết sao. Nói cho nó mày ăn được thua hả? Nhưng mà cũng thể rồi, tại nó quá cay. Nó cay vậy nó sẽ hại đầu tử. Không phải, tại nó nóng đây. Nóng đây. Nóng đây. Nóng đây. Nó nóng đây. Nóng ơi. Nóng everywhere. Nắng ấm thì nó nóng, cái lưỡi giờ nó còn nóng. Nắng vàng có thể ăn được một chút hơn thì nó ấm thôi, mà ăn cũng hồi. Lúc đầu mà ăn 2-3 cọng cùng đó. Cao ăn từng cọng thì còn không chịu nổi. Tại không thể, tại vì ngày mai á còn cay hơn nữa, cay đường khác. Đúng rồi. Cho nên giờ mình phải uống sữa lại ăn đường để nó giải tỏa cái này. Không thể uống sữa với lại ăn đường, đó là cách giải quyết cái gì. Bạn nào mà ăn thử thách mì cay cũng thích mà ăn cay vậy nha. Okay, thôi vậy nha. Bye. Cái video này nó ngắn vậy nhưng mà tốt ha. Hai chị em đã nó khá là đau thương. Giờ về đi. Okay, bye. Bye.